Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 406 dự án đầu tư đã được giao đất cho thuê đất, nhưng chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong nhân dân. Dự án khu đô thị ven bờ sông Hạc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là một trong những dự án chậm tiến độ kéo dài hàng chục năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân. Như cái hoàn cảnh như thế này thì nó rất bất tiện. Mỗi lần mà mưa xuống, chỉ cần mưa bình thường thôi là trên thì nước nó đổ xuống, dưới thì nước nó ngập lên, không có chỗ thoát nước được. Nhất là như hai mẹ con tôi là nó rất vất vả, không vận chuyển được đi đâu cả, chỉ có biết làm co ro để che đậy lấy thôi. Cho nên là rất mong muốn là nhà nước rồi các chính quyền các thứ là nhanh chóng là cho chúng tôi tái định cư càng nhanh càng tốt. Vậy chúng tôi cũng thật sự là rất chi là khổ cực, nhưng mà bây giờ là không biết là kêu đến đâu. Vì những người dân như chúng tôi thì thật sự là những người bình thường thì đang còn không đi nổi, thì hướng chi là như mẹ con thôi. Mà trong khi là cái tình trạng bức xúc phải. Nói chung là cứ mưa đến là bị, mưa đến là hắn cứ ngập mà hắn kéo dê đến hàng 10 ngày, nửa tháng cũng có. Đó mà coi như bẩn lắm. Hắn ngập úng đến là bắt đầu những cái chân tường thì là nứt hết rồi. Ảnh hưởng đến sức khỏe mình là con cháu rồi bắt đầu là cảm nó rồi sốt, xiết rồi bắt đầu ho. Nhà anh là bây giờ 4 thế hệ. Nhà anh là gia đình chính sách, mẹ anh là vợ liệt sĩ. Nhưng bây giờ nói thật với em là không có chỗ mà nằm kìa. Thì bây giờ nhà thì đã lâu rồi đấy, coi như là không sửa chữa được, mà bây giờ sập, bây giờ chỉ đưa những cái cây luồng này chống tạm vào thôi ạ. Đây vừa rồi là coi như là thủng hết cả đây. Cán bộ liên cán vừa đến vừa động viên gia đình tôi kiếm cái miếng tôn này lợp tạm ăn vào đấy để mà sống tạm thôi. Chứ còn cái nhà này thì là đúng là cái nguy cơ là sập, mà sập nhiều chứ không phải đâu. Nếu như sang ngoài cái khu công ty 2 thì cái nhà nó tên đến 30 năm rồi. Vừa rồi nó sập đấy, thì các cái nhà này nếu như có mưa thì em bảo là sập hết. Ở ẩm thấp thế này thì cái đời sống của bà con là nhất là trẻ con với bà già là ốm. Coi như là các cái dịch bệnh nó phát ra mà đi viện suốt thôi chứ chả biết đâu. Nên là đời sống của bà con ở đây rất là khó khăn. Dự án này từ ngày 11 tháng 1 năm 2006. Mà cái dự án này là khống chế dân 17 năm nay rồi. Tức là đi cũng không được, ở cũng không xong. Đó là một cái rất nguy hiểm. Còn nhà hiện nay đã nó sụt sệ hết, nó xuống cấp trầm trọng. Vừa rồi thì dân cũng lên là đề nghị với tỉnh, tỉnh cũng có trả lời nhưng mà chưa biết thế nào. Cho nên là tôi đề nghị trong đài báo là tích cực để làm sao mà tác động, để làm sao cái dự án này nó nhanh, chứ không cái mùa mưa bão này là nó đã xuống cấp mà tôi sợ là sẽ đổ nhà và chết người. Chúng tôi kiến nghị là dự án phải được giải quyết ngay để đảm bảo được cái đời sống cho dân. Chứ nếu dự án kéo dài thì nhân dân rất khổ, và khổ về như tôi nói là về môi trường và nhà ở. Không may đến cuối năm nay mà trời nó mưa bão nó sập nhà chúng cái cũng nguy hiểm tính mạng ấy. Cái dự án này thì đến nay đã là thực hiện 17 năm rồi. Nó bị chậm thì cũng do nhiều lý do. Thứ nhất là do dự án kéo dài nên cái chế độ chính sách qua các thời kỳ nó có cái sự thay đổi khác nhau. Cái thứ hai ở đây có cái sự khó khăn là cái việc mà tái định cư cho các hộ cần phải di chuyển lại tái định cư vào cái khu dân cư hiện trạng. Chính vì vậy nên nó không đảm bảo cái yếu tố để thực hiện cái việc tái định cư cho nhân dân. Chính vì thế nên dự án nó kéo dài. Chậm tiến độ chủ yếu là về cái vấn đề là một là bất cập trong cái quy hoạch trước đây. Thứ hai là về cái bất cập trong cái vấn đề là bố trí tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn của cái dự án. Cái thứ ba là bất cập trong cái vấn đề giá đất, bồi thường về giải phóng mặt bằng. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Nam Sầm Sơn tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn là một ví dụ điển hình cho việc lãng phí tài nguyên đất đai, thất thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa. Dự án có chủ trương quy hoạch từ năm 1994. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định thu hồi đất, nhưng đến nay đã gần 20 năm, đây vẫn chỉ là bãi đất hoang. 2007 thì bắt đầu là nhà tôi vừa làm nhà lớn xong, thì bắt đầu là nhảy vào đền bù, vào đua tiếp. Đua tiếp thì với giá đền bù từ lúc 2007 mà đến 2008 là đền bù là
2,5 độ mét. Bên đây đường là người ta bán 13 triệu một mét. Gia đình nhà tôi cũng không nhất trí đi, bởi vì nếu như lấy 960 triệu với 400 mét đất thì cái tiền vào trong khu tái định cư gia đình tôi làm cũng không lại được một cái nhà như ngoài đây. Là một cái, thứ hai nữa là đất thì chúng tôi phải yêu cầu là phải có giấy tờ đầy đủ, phải làm được tích lục cho chúng tôi thì chúng tôi mới đi. Theo các lãnh đạo thành phố chia sẻ, dự án này do công ty Toàn Tích Thiện làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt từ năm 1994, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Đặc biệt, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển dân đến khu tái định cư mới cũng chưa được doanh nghiệp hoàn thiện về thủ tục pháp lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến mất lòng tin trong nhân dân. Không biết là bên chỗ đầu tư như thế nào, là có xúc tiến hay là cái năng lực của họ như thế nào thì là cái đấy chúng tôi cũng không được nắm hết được. Thế nhưng mà với địa phương nhân dân, mình mong muốn nhất là dự án để nhanh tiến độ. Ví dụ như còn 7 cái hộ này, mà thấy đang xúc tiến làm rồi thì 7 cái hộ này chúng tôi chỉ cần đến tuyên truyền rất nhẹ nhàng thôi thì cũng họ chấp hành luôn. Bỉm Sơn là một thị xã có diện tích nhỏ. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện tại ở đây có tới hơn 600 doanh nghiệp với gần 1.000 dự án đang triển khai. Trong đó, phần lớn là sản xuất công nghiệp nặng gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó là dự án xử lý rác thải chậm tiến độ hàng chục năm nay đã làm cho địa phương này trở thành điểm nóng về ô nhiễm môi trường, gây bức xúc kéo dài trong nhân dân. Thì bãi rác được tập kết tại khu vực núi Voi, khu phố Trường Sơn, phường Đồng Sơn. Thì khu vực này cũng đã thực hiện cái công tác thu gom rác của toàn thị xã Bình Sơn về khu vực này là rất nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên là cái diện tích của bãi rác là nó nhỏ và cái lượng rác càng ngày càng nhiều. Nhân dân cũng rất bức xúc trong cái vấn đề liên quan đến môi trường, mùi hôi thối, rồi cái nguồn nước chảy xuống khu vực sản xuất của bà con. Về cái mặt bằng của nhà máy rác là được Ủy ban tỉnh cho thuê đất từ năm 2003. Tuy nhiên là đến nay thì cái dự án này thì cũng chưa triển khai thực hiện được, thì và hiện nay là có đơn vị cũng đang triển khai thực hiện các bước hồ sơ, thì cũng đề nghị Ủy ban tỉnh quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ các bước hồ sơ pháp lý nhanh nhất để dự án đi vào thực hiện. Cùng với dự án nhà máy xử lý rác thải chậm tiến độ gần chục năm nay đang gây hệ lụy về môi trường, thì trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn cũng còn nhiều dự án khác trong tình cảnh chậm tiến độ gây lãng phí đất đai của nhà nước. Dự án LKC báo cáo anh chị thì nó là dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản kết hợp với trồng dược liệu. Thì dự án này đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ 2018. Thì đến 2019-20 thì họ đi vào hoạt động, do năng lực của các nhà thầu cũng chưa đảm bảo tiến độ. Và mới hiện nay mới đầu tư được 22 trên 33 hạng mục. Khu kinh tế Nghi Sơn là vùng kinh tế công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa với khoảng hơn 300 dự án, thu hút hơn 36.000 lao động, tạo nguồn thu cho khoảng hơn 50% ngân sách của tỉnh. Nhưng qua công tác thanh tra kiểm tra của tỉnh thì địa bàn này có nhiều dự án chậm tiến độ. Đây là dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trục chính phía Tây nằm trong khu công nghiệp số 3 của khu kinh tế Nghi Sơn. Được triển khai thi công từ năm 2015 với tổng chiều dài 7,5 km, nhưng đến nay dự án đang chậm tiến độ theo kế hoạch. Cũng mong muốn là chính quyền địa phương cùng với các chủ đầu tư là sớm tháo gỡ về cái mặt bằng. Cái thứ hai là đối với lại nhà thầu thi công tập trung các cái nguồn lực về nhân lực rồi là vật tư máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Rồi thêm vào đó thì cũng kiến nghị với lại nhà nước có cái chính sách về cái giá vật liệu, vì hiện nay cái giá vật liệu thì có một số cái đơn giá giữa cái đơn giá của nhà nước so với cái thực tế tại cái thị trường thì nó cũng có cái độ chênh nhất định, cho nên là cũng phần nào đó nó ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong khu kinh tế Nghi Sơn hiện nay cũng còn tồn tại tương đối các cái dự án chậm tiến độ, điển hình như một số các cái dự án như dự án nhiệt điện Công Thanh, dự án khu công nghiệp mà số 3 khu kinh tế Nghi Sơn, hoặc là các và một số các cái dự án dịch vụ thương mại ven biển. Nguyên nhân của các cái dự án chậm tiến độ như thế thì nó có rất nhiều nguyên nhân, bao gồm cả chủ quan, khách quan. Các cái chế độ chính sách hiện nay cũng có những cái nó đang còn có cái sự chồng chéo, bất cập.
giữa một số các cái luật như luật đầu tư, luật đất đai, dẫn đến là cái việc triển khai các cái thủ tục pháp lý của nhà đầu tư cũng rất là khó khăn. Thứ nữa là các cái dự án chậm tiến độ thì cũng một phần do nguyên nhân của các nhà đầu tư khó khăn về mặt kinh tế. Cái hạ tầng kết nối ngoài hàng rào các dự án hiện nay trong khu kinh tế Nghi Sơn, các một số các cái khu công nghiệp cũng chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn đến là cái việc thực hiện các dự án của các nhà đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.298 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 600 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động và 698 dự án chưa hoàn thành. Có 406 dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất, nhưng chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai, gây lãng phí nguồn lực, bức xúc trong nhân dân. Riêng trong lĩnh vực quản lý đầu tư, qua kiểm tra đánh giá từ đầu năm đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã phát hiện nhiều dự án chậm tiến độ. Qua thanh tra kiểm tra thì đã phát hiện xử lý 153 cái dự án mà chậm tiến độ qua 24 tháng vi phạm cái luật đất đai, và cụ thể thì có 21 dự án thì đã quyết định và thu hồi đất và giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất. 103 cái dự án mà vi phạm luật đất đai thì đã được Ủy ban tỉnh thì chỉ đạo của khu kinh tế Nghi Sơn là gia hạn tiến độ thực hiện 24 tháng. Và từ năm 2016 đến nay thì Sở Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là chấm dứt và thông báo thu hồi 245 cái dự án. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do địa phương lựa chọn nhiều nhà đầu tư không có kinh nghiệm, thiếu năng lực triển khai, có những nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc còn chờ thời điểm. Ngoài ra, tình trạng nhà đầu tư lợi dụng quy định của pháp luật về giãn tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Cùng với đó là sự buông lỏng trong khâu giám sát, lựa chọn nhà đầu tư của ngành chức năng, chính quyền cơ sở. Trong cái quá trình thực hiện thì cũng còn một số dự án là chậm tiến độ hoặc là năng lực của nhà đầu tư thì cũng đang còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra thì có một số nguyên nhân là khách quan như là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng kéo dài. Nó liên quan đến cái năng lực tài chính khi triển khai dự án của doanh nghiệp. Có những dự án là giao đất theo luật 1993, theo luật 2003. Thế lúc đấy là giao đất xong mới giải phóng mặt bằng. Thì trong cái quá trình tổ chức thực hiện lại không giải phóng được mặt bằng. Thế cho nên nó kéo dài, mà theo quy định của luật 2013 thì với các trường hợp đấy thì lại không thu hồi ngay được. Sẽ tiếp tục tham mưu ban tỉnh là thành lập các cái đoàn công tác để thanh tra rồi kiểm tra, tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh xử lý những cái trường hợp vi phạm về quy định về đất đai, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư. Tinh thần là trong như báo cáo như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đấy, là trong cái khóa này sẽ xử lý cơ bản các cái tình trạng kéo dài như thế. Nếu mà tiếp tục thực hiện được thì cũng phải có giải pháp, còn nếu phải thu hồi thì phải thu hồi. Cùng với hàng trăm dự án được phê duyệt nhưng chậm triển khai, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 400 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất. Do đó, bài học trong công tác quản lý về đất đai cần được tỉnh Thanh Hóa xem xét cẩn trọng, cần nghiêm túc thanh kiểm tra, sớm thu hồi diện tích đất bỏ hoang của các dự án chậm tiến độ. Điều này sẽ tạo ra cơ hội để các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, được giao đất sớm hơn. Đồng thời cũng tạo môi trường thu hút đầu tư thực sự có nguồn lực để triển khai dự án. Từ đó không chỉ giảm đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, mà còn sớm có chính sách tái định cư phù hợp để người dân Thanh Hóa không còn phải sống khổ tại những dự án chậm tiến độ.